Cảm ơn Khánh Bình nha, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Ác quỷ. Trời ơi, nó gọi đời là ác quỷ. Mốc gọi là ác quỷ, hiểu không? Chứ gặp tôi giờ con gái tôi xinh đẹp, tôi có tiền, tôi cũng đâu có quen mấy người mà. Bóp lâu hả? Rồi, tôi... Các bạn nó chưa thiệu ý muốn của đơ lắm. Nó phải mapping hơn nữa. Nó vẫn chưa hoàn hảo. Tạm được. Má gần làm trò gì vậy trời. Mày hết đắp rồi đúng không? Dạ. Má, hồi lúc thắng không kịp kìa. Gần để phá game quá anh em ơi. Tự nhiên chạy vô làm cái gì vậy trời. Làm điên làm khùng không? Không tôi làm gì đâu, bỏ đi, chết á. Ừ, hết E luôn rồi. Ai hết E luôn rồi. Bây giờ mà nó còn lát, top hành. Đúp đâu? Hay, chết rồi. Hay chết. Nhưng mà mày sẽ tao đó, đơn ăn á. Tôi không ăn cũng không lời lắm nha. Khùng cả lũ hả mày? Khùng giống cả. Khùng giống cả hết lắm. Anh em cả hết sao? Yumi nó sẽ quy chép buổi này. Mình đứng đây là ngon. Nó tưởng mình về nè. Vậy em là ai thế? Em à em ơi. Em cút. Ăn xe em anh trai. Có luôn chứ. Ừ, ghi tim mát, ừ. Game này lên ghi tim mát. Đỉnh luôn anh trai. Trời ơi, trời 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 trời. Á, à, đèn nghèo tự nhiên ra lập cục vàng chứ. Vãi nồi, như gì. Đèn nghèo ra lập cục vàng, vãi nồi. Trời ơi, tôi tính làm ảo thuật. Má, cái đó tôi làm sắp được rồi đó anh em. Anh em biết đời mới tính làm gì không? À, xíu nữa thôi làm được rồi. Làm cái đó là đỉnh luôn á chứ, đỉnh của chớp luôn á chứ. Tôi tính là tại vì lúc mà nó sẽ bị lộ diện á là nó đang đứng đây nè, sát tường nó lộ diện cái tôi bấm E liền luôn. Mà nó bấm E rồi luôn rồi đó. Nhưng mà nó bị đập vô tường. Phải đứng đứng góc kia mới E qua tường được. Là nó E qua kia cái tôi E qua theo luôn. Má, tôi giết nó. Phải đó highlight luôn á chứ. Ây da. Ây da. Á, đam to chứ ta. Thôi đùa được nha. Mấy này nào mày set down lực kèo thôi anh em ơi. Coi thận xíu. Mày set down lực kèo thiệt á. Xử lý dở thế, xử lý hay sống rồi. Lướt ngu rồi. Lướt hay xong, lướt ở đây sống, lướt ở kia luôn rồi. Ờ, Yumi ăn mạng không sao. Yumi này nó đùi mấy kia, tôi giết nó cũng được à. Không sao. Ờ, bà này không có xui, bà này gà anh em ơi. Má, bà nó xử lý hay giết hết rồi. Giết hết chạy luôn rồi.
quýnh tròn Virgo có mạng anh em ạ. Virgo này đuối quá rồi. Ờ à, trong bụi trong bụi trong bụi trong bụi. Giờ mình nhiều mạng không cần ăn. Kìa, gì nó. Sao mà có thể gà gì được ta? Anh trai Virgo đánh kỳ, xử lý mù mắt thật. Tại sao phải đánh mấy pha này ta? Binh lui rồi, tại sao phải đánh mấy pha này cho nó giết hết vậy ta? Giết nó cũng không ăn Baron được nữa. Lát chi giết mấy pha này. Giết 5 mạng cũng được tiền, có được gì đâu. Chủ không lấy được, Baron cũng không ăn được. Rồi game này thua chứ tức chết á. Này nó mạnh lắm rồi đó. Mà cái game này nó kiểu nó thấy bên kia đứng lõi kiểu chùm chùm lại cái nó khoái nó mở đẹp à, mà mở đẹp đâu có quýnh được đâu. Tôi vô không được, Yumi nó gờ hết vô được rồi. Mở đẹp nhưng mà phải có người, chứ mở đẹp không có người là mở xấu rồi. Quý lộn tiếp nha, gần tới ngay quý lộn tiếp nha, đừng ăn 50-50. Thì người ba con của mình chắc, ờ càng quý lộn đó, chít nó cho anh chắc. Dưới như xài tẩy dở rồi nha, xài tẩy dở nha. Cảm ơn Khánh Minh nha, cảm ơn em rồi, cảm ơn em. Trời ơi, đồng hồ ác quỷ, trời ơi, mốc nó gọi, mốc gọi đơ là ác quỷ, mốc gọi là ác quỷ, hiểu không? Mốc là phỏng vấn kêu mọi người kêu đơ là ác quỷ nha, kiểu khán giả gì có hỏi tôi biệt danh là gì, mọi người kêu là ác quỷ. Anh em nhấn like subscribe cho đơ nha, cảm ơn em nhiều.